Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có được cái góc nhìn cũng như là có thể kiếm được một cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay thì có thể để lại cho em một like nha. Và trong phiên, nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp và muốn nhận các khuyến nghị tiềm năng thì mình có thể tham gia vào đây. Đây là một cái room tư vấn miễn phí nên em cập nhật về thị trường trực tiếp trong phiên cũng như là đi khuyến nghị mua bán các mã cổ phiếu nè. Trong tuần vừa rồi cũng có các cơ hội đầu tư rất tốt cho anh chị em mình như là DRC nè, LSS vân vân. Thì anh chị em mình có thể tham gia vào đây để nhận được cái sự tư vấn từ em. Về cách thức tham gia thì mình sẽ tham gia qua cái đường link em để dưới phần comment nha anh chị. Mình sẽ tham gia qua đường link này để nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ đến từ em. Hôm nay cũng là một cái phiên đầu tuần thì với những cái diễn biến trong phiên ngày hôm nay thì cái chiến lược sắp tới cho anh chị em mình là gì, cũng như là việc thị trường liên tục tăng như thế này thì có còn cơ hội đầu tư cho chúng ta hay không và thị trường có rủi ro hay không, là những cái nội dung hôm nay chúng ta sẽ bàn luận trong video. Hôm nay thì thị trường chứng khoán phiên đầu tuần mở cửa trong cái tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư sau khi VN-Index cuối tuần vừa qua đã vượt được cái cản 1450. Thì các phiên ngày hôm nay, chỉ số VN-Index tăng 11,06 điểm, là khoảng 0,76%, lên 1467,57 điểm. Bên cạnh đó chị em thấy là ba sàn hôm nay đều chìm trong sắc xanh, là có HNX cũng xanh 1,05% và Upcom thì xanh 0,77%. Hôm nay thì VN30 mặc dù là có những tín hiệu rung lắc vào cuối phiên nhưng sau đó cũng đóng cửa cái mức sắc xanh nhẹ là 0,25%. Về diễn biến trong phiên, anh chị em mình nhìn vào cái đồ thị này thì diễn biến trong phiên ngày hôm nay, đầu phiên chỉ số VN-Index mở gap hưng phấn với động lực mở gap đến từ các nhóm cổ phiếu midcap như là xuất nhập khẩu, thực phẩm, đường là những cái nhóm mà cuối tuần vừa rồi tăng tốt. Thì đầu phiên sáng ngày hôm nay, các cái nhóm này diễn biến đà tăng đã giúp cho chỉ số hưng phấn và mở gap đầu phiên. Trong phiên sáng thì mặc dù có cái chút thăm dò đầu phiên, có cái áp lực chốt lời đầu phiên, nhưng gác lại những cái lo ngại về áp lực chốt lời là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên hàng về của cái phiên ngày 3 tháng 11 đó anh chị. Thì đầu phiên cũng là nhiều nhà đầu tư lo ngại về cái lượng hàng về của cái phiên ngày 3 tháng 11, cho nên cũng có những cái áp lực chốt lại nhất định. Tuy nhiên thì chỉ số đã giao dịch trong cái phiên sáng đầu tuần khá là thuận lợi khi mà vẫn giữ cái sắc xanh rất là tốt. Dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc sôi động và lan tỏa trên toàn thị trường. Cùng nhóm cổ phiếu chứng khoán, hôm nay thì nhóm cổ phiếu chứng khoán trong phiên sáng cũng tăng rất là tốt, đã giúp cho chỉ số giữ được cái đà tăng trong cái phiên ngày hôm nay. Và bước vào cái phiên giao dịch chiều, nhóm ngân hàng bất ngờ quay đầu giảm điểm trong đầu phiên chiều. Chị thấy là đầu phiên chiều chỉ số đã có những cái nhịp tăng rất là hưng phấn vào đầu phiên chiều. Thì động lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì khi mà nhóm này tăng mạnh đã giúp cho chỉ số có cái nhịp tăng rất là tốt và vượt cái ngưỡng 1470 chỉ sau 20 phút mở cửa. Tuy nhiên thì sau khi chạm cái mốc 1470 thì áp lực bán đã gia tăng mạnh khiến thị trường thoái lui. Sau 2 giờ thì thị trường rung lắc mạnh và liên tục lao về cái mốc tham chiếu. Chỉ phải là sau 2 giờ thị trường có những nhịp rơi về sát cái mốc tham chiếu. Thì nhiều nhà đầu tư lo ngại là chỉ số sẽ đánh mất hoàn toàn cái nhịp tăng điểm trong phiên ngày hôm nay. Nhưng trái lại thì cái lực cầu đối xứng đã xuất hiện kịp thời để bảo toàn cái xu hướng tăng cho chỉ số VN-Index. Và VN-Index đã có trọn vẹn một cái phiên giao dịch đầu tuần tăng mạnh mẽ nhờ cái sự hậu thuẫn từ dòng tiền. Anh chị nói là hôm nay dòng tiền vẫn khá là mạnh. Thì với cái cú rung lắc này đã kích hoạt cái lực cầu tham gia vào thị trường để giúp cho chỉ số phục hồi rất là tốt và thậm chí là đóng cửa tăng 11 điểm. Và cái cú rung lắc mạnh sau 2 giờ đã giúp cho thanh khoản đạt cái mức rất là tốt, vượt cái ngưỡng là 30.000 tỷ đồng trên sàn HOSE, đồng thời là giúp trấn an nhà đầu tư rằng dòng tiền vẫn còn rất là mạnh trên thị trường. Việc thị trường giảm dạng này thì có tác dụng là kích thích cái lực cầu tham gia vào. Thanh khoản phiên hôm nay thì tăng mạnh so với phiên trước này, thì với cái lực kích cầu như thế thì hôm nay thanh khoản tăng mạnh so với cái phiên trước đó. Tổng giá trị khớp lệnh là đạt 36.490 tỷ đồng, tăng 19,4%. Trong đó thì giao dịch khớp lệnh riêng trên sàn HOSE là tăng 20% lên cái ngưỡng 29.779 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại thì hôm nay khối ngoại mua ròng nha anh chị. Đây, mình coi giao dịch khối ngoại ở đây.
Thì hôm nay khối ngoại mua ròng trở lại là hơn 500 tỷ nha chị. Hôm nay khối ngoại bắt đầu tiếp tục mua ròng trở lại thì đó cũng là một tín hiệu tích cực đến từ dòng tiền tổ chức. Thực ra thì anh chị để ý là khi mà thị trường của chúng ta vượt đỉnh cũ thì đa phần giai đoạn này thì khi mà thị trường vượt cái đỉnh 1.400 thì đa phần nhà đầu tư trên thị trường đều có lãi, đều có một cái mức lãi tương đối tốt. Thì những cái phiên rung lắc và điều chỉnh là cái điều tất yếu nha chị. Những cái nhịp rung lắc trong phiên cũng như là những cái phiên điều chỉnh như cái phiên ngày 3 tháng 11 trước đó này, hay là cái phiên ngày 1 tháng 11, thì những cái phiên rung lắc như thế này là cái điều hoàn toàn bình thường. Do bởi vì trên thị trường giai đoạn này đa phần nhà đầu tư có lãi thì sẽ có một bộ phận nhà đầu tư họ có thể đảo danh mục, họ có thể đảo những cái mã có lãi tốt để chuyển sang mua các mã cổ phiếu khác, hoặc là chốt lời, hoặc là đơn giản là chốt lời khi họ đặt mục tiêu. Cho nên những cái nhịp rung lắc như thế này chúng ta cần phải đánh giá được là cái lực cầu có mạnh hay không. Thì nếu như lực cầu vẫn còn tốt thì thị trường giai đoạn này vẫn khỏe. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nhóm VN30, nhóm cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn VN30 cũng diễn biến khá là tích cực về cuối phiên khi mà ghi nhận có 17 mã tăng so với 12 mã giảm. Trong đó thì có cổ phiếu SSI. SSI thì hôm nay tăng khá là tốt khi mà tăng hơn gần 4%, 3,33%. Bên cạnh đó thì một số mã cũng nới rộng cái biên độ tăng như có Masan nè, Vinamilk, GVR, BLX và VGC là những cái cổ phiếu tăng tốt, đóng góp tích cực đến cho thị trường. Còn ở cái chiều ngược lại thì các cổ phiếu như là BDR, VRE, VPBank là những cái cổ phiếu mà rào cản cho thị trường trong cái nhịp tăng ngày hôm nay. Xét về các cái nhóm ngành thì nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay tiếp tục hưng phấn khi mà chỉ có hai mã giao dịch trên sàn Upcom là MBS và DSC giảm cho sắc đỏ, còn hầu hết các cổ phiếu khác đều cho sắc tăng, đều cho cái nhịp xanh. Thì hôm nay chị thấy là chứng khoán hôm nay đóng góp rất là tích cực cho đà tăng của chỉ số. Về nhóm ngân hàng thì nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đang có những cái dấu hiệu tích cực hơn. Thì bên cạnh dòng tiền tham gia sôi động giúp thanh khoản cải thiện thì nhiều mã ngân hàng cũng hồi phục trong cái sắc xanh. Đang chị nhìn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay thì trong hôm nay có các cổ phiếu như là MSB nè, đây MSB nè, LB Bank, HD Bank là những cái mã tăng hơn 1%. Các cái mã như là Vietcombank, các mã vốn hóa lớn như là Vietcombank, BIDV, Công Thương thì hầu hết tăng hơn 0,5%. Về thanh khoản thì hôm nay thanh khoản của nhóm ngân hàng cũng khá là tốt nha anh chị, khi mà có STB và MSB dẫn đầu trong nhóm băng với cái khối lượng, với cái thanh khoản rất là tốt nè. Anh chị thấy là cái thanh khoản hôm nay của hai cổ phiếu này tương đối tốt. Các cổ phiếu còn lại như là Techcombank, SHB, LB Bank, Công Thương, MB Bank cũng khớp trên 10 triệu đơn vị. Nè anh chị nhìn vào cái thanh khoản hôm nay thì thấy cái khối lượng giao dịch của nhóm ngân hàng đang được cải thiện rất là tốt. Còn ở cái nhóm vốn hóa, một cái nhóm vốn hóa lớn còn lại khác là nhóm thép thì hôm nay chưa có tín hiệu phục hồi nha chị. Vẫn đang duy trì cái nhịp chững lại sau cái nhịp giảm trước đó, thì nhóm này chưa không có giảm tiếp nhưng mà vẫn đang khá là giằng co ở cái vùng giá này, chưa phục hồi mạnh được. Còn các cái cổ phiếu nhóm chăn nuôi, này như là DB, Dabaco, VLC hay là cái nhóm phân bón thì có Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ v.v. hoặc là nhóm mía đường thì có SBT và LSF vẫn duy trì cái biên độ tăng khá là rộng. Thì cái nhóm này đang nối tiếp cái đà tăng cuối tuần trước thì vẫn đang cho cái đà tăng rất là tích cực. Thì đó là về các cái nhóm ngành trên thị trường trong ngày hôm nay và về diễn biến thị trường. Thì như vậy cái kịch bản sắp tới là gì, cũng như là thị trường có rủi ro hay không là cái điều mà nhiều nhà tôi quan tâm trong giai đoạn này. Thì nhìn chung phiên hôm nay là phiên hàng về của cái phiên thanh khoản kỷ lục ngày 3 tháng 11 nè, cái phiên thanh khoản hơn 43.000 tỷ, nhưng lực cầu vẫn thể hiện sức mạnh là một tín hiệu tích cực cho thị trường nha anh chị. Như cái kịch bản đã nói trong các video trước, khi mà chỉ số có thể bứt phá khỏi cái mốc kháng cự trong ngắn hạn là cái mốc 1.405x thì chỉ số sẽ tự tin tiến về mốc 1.408x hơn. Thì phiên hôm nay đã chứng thực cho cái luận điểm này khi mà vào cuối tuần trước chỉ số đã có những cái nhịp bứt phá khỏi cái mốc kháng cự trong ngắn hạn là cái mốc 1.450, thì hiện tại chỉ số đang bắt đầu tiếp diễn cái đà tăng để hướng đến cái mốc kháng cự trong tương lai là 1.480. Thì phiên hôm nay dòng tiền khá là tích cực nha, dòng tiền hôm nay cũng ủng hộ cho cái đà tăng của chỉ số và cái sự lan tỏa dòng tiền. Thì chỉ số đã thiết lập một điểm mới với cái sự ủng hộ khá là tích cực đến từ các nhóm ngành. Hỗ trợ trong ngắn hạn hiện tại của chỉ số sẽ là quanh cái mốc 1.404x nha chị, cái đường EMA 10 này. Thì hiện tại đường EMA 10 trong ngắn hạn sẽ đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ của chỉ số, và kháng cự sẽ là quanh cái ngưỡng 1.480 cho đến 1.500 là cái vùng kháng cự hiện tại mà chỉ số VN-Index sau khi vượt đỉnh đang tiến đến thử thách.
Thì giai đoạn này anh chị em mình cần chú ý là những cái nhịp rung lắc là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì như em nói lúc nãy rồi, thì giai đoạn này đa phần nhà đầu tư có lãi, cho nên cái việc họ chốt lãi là cái điều hoàn toàn bình thường. Mà mình ủng hộ hơn là họ có thể là chốt lãi, chia ra chốt từ từ trong giai đoạn này, hơn là đến một cái thời điểm nào đó khi mà chỉ số tăng quá nóng thì cái việc đồng loạt nhiều nhà đầu tư cùng chốt lãi thì dễ dẫn đến những cái nhịp rơi mạnh. Mình nếu mà trong giai đoạn này thì chỉ số khi mà đi lên có những nhịp rung lắc, có những cái nhịp điều chỉnh đang xem cái nhịp tăng, thì thị trường có thể đi lên bền vững hơn. Và dòng tiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục dịch chuyển giữa các nhóm ngành có câu chuyện và sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để có thể dẫn dắt thị trường đi lên bền vững hơn. Trọng tâm chính của tháng 11 này là cuộc họp Quốc hội khóa 15. Trong đó tâm điểm chú ý chính là cái kế hoạch kinh tế tài khoá năm 2022 và kế hoạch phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022 cho đến năm 2023. Thì việc thị trường đã bứt phá nhanh kể từ cuối tháng 10 đã khiến cho định giá ở nhiều nhóm ngành nó trở nên kém hấp dẫn hơn, nghĩa là cái giá thị trường hiện tại nó khá là cao rồi. Điều này đồng nghĩa với việc cái việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu để mua mới dạng này cần cẩn trọng hơn, và kết hợp với một cái chiến lược đầu tư mới có thể là ưu tiên đầu tư trung và dài hạn hơn để giảm thiểu cái rủi ro biến động thị trường trong ngắn hạn. Và động thái của chúng ta sẽ vẫn tập trung vào các cái nhóm ngành được hưởng lợi. Những cái nhóm ngành được hưởng lợi thì mình đã phân tích rất là nhiều trong các video trước đó rồi. Thì dạng này vẫn tập trung vào các nhóm ngành được hưởng lợi và ưu tiên giải ngân trong các nhịp rung lắc, tránh cái việc mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh nha anh chị. Thì đó là về chiến lược chung đầu tư trên thị trường trong giai đoạn này, cũng như là cái phương hướng để chị em mình cái thời điểm nào mình nên giải ngân. Và sau đó thì hôm nay em sẽ đi qua các cái nhóm ngành, cũng tiếp tục phân tích về các cái nhóm ngành tiềm năng, các cái nhóm ngành được đề cập là sẽ hưởng lợi để anh chị em mình có thể tìm được các mã cổ phiếu còn điểm mua nha. Thứ nhất là mình sẽ nói về nhóm chứng khoán là một cái nhóm mà nhiều nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn này, khi mà liên tục có những cái nhịp tăng rất là tốt. Thì nhóm chứng khoán giai đoạn này sẽ hút tiền khá là tốt hơn nhóm cổ phiếu ngân hàng, bởi vì câu chuyện tăng trưởng kết quả kinh doanh của quý 4 khá là rõ ràng. Thì trong tuần vừa qua, nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ và tiếp diễn cái đà tăng nhờ động lực từ thị trường vượt đỉnh nè. Khi mà thị trường vượt đỉnh thì kích thích thanh khoản dạng này phiên nào cũng trên 30.000 tỷ là một yếu tố rất là rõ nét. Nó thể hiện cái quan điểm là ủng hộ cho cái nhịp tăng sắp tới, cũng như là cái việc mà tăng trưởng kết quả kinh doanh của ngành chứng khoán nè. Nhiều cổ phiếu vượt đỉnh như là VND vượt đỉnh nè, CTS vượt đỉnh nè, VCI vượt đỉnh, thì rất là nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn dạng này đang vượt đỉnh và tiếp tục dẫn dắt cái đà tăng. Khả năng nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường bên cạnh nhóm cổ phiếu bất động sản, khi mà nhóm bất động sản cần thời gian để nghỉ ngơi sau cái nhịp tăng nóng vừa rồi. Thì đa phần các cổ phiếu chứng khoán vượt đỉnh thì chúng ta sẽ, nếu như mà muốn mua mới thì em ưu tiên chờ cái nhịp test đỉnh, bởi vì cái xu hướng chung về phân tích kỹ thuật thì khi mà một cổ phiếu hoặc là thậm chí là thị trường sau khi vượt đỉnh thì nó sẽ có những cái nhịp test là đỉnh, những cái nhịp điều chỉnh test là đỉnh, hoặc là những cái nhịp đi ngang, thì mình sẽ chờ thời điểm đó để mình mua. Còn việc mua đuổi các cổ phiếu tăng nóng mà trong cái vị thế là mua mới hoàn toàn thì nó sẽ tương đối rủi ro trong giai đoạn này nha. Và khi mà anh chị em mình mua cổ phiếu chứng khoán, chúng ta cũng cần chú ý thêm về cái danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán, vì danh mục tự doanh luôn đóng góp là hơn 50% tỷ trọng lợi nhuận cho các công ty chứng khoán. Cho nên các doanh nghiệp có danh mục tự doanh tốt luôn được quan tâm nhiều hơn, luôn được cái dòng tiền quan tâm nhiều hơn. Thì trong giai đoạn vừa qua, VCI cũng là một trong các cổ phiếu có cái danh mục tự doanh khá là tốt. Về nhịp này, đối với chị nào đang có hàng nắm giữ đối với cổ phiếu VCI thì chúng ta ưu tiên sẽ tiếp tục nắm giữ nha chị. Cổ phiếu vượt đỉnh khá là khỏe rồi nè, chị em thấy là cổ phiếu vượt đỉnh khá là khỏe rồi, thì nhịp này mình sẽ rời chặn lại về May 10 là quanh mức giá 568 để nắm giữ tiếp. Còn nếu như mà muốn mua mới thì mình chờ, nếu như cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh về 68 cho đến 70 này, nếu như cổ phiếu có nhịp điều chỉnh về đây thì mình mua. Còn thời điểm hiện tại thì tạm thời chưa mua mới nha, hoặc ít nhất chờ cổ phiếu tạo là cái nền cao hơn, cái nền cao quanh 73, thì nếu như mà muốn mua cao quanh 72-73 thì mình nên chờ tạo cái nền trong những phiên tới, hoặc tích cực hơn thì nếu như cổ phiếu test lại vùng hỗ trợ quanh 68-70 thì mình thích hợp để mua mới hơn. Còn hiện tại thì anh chị nào đang có hàng thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ tiếp. Thì VCI là một trong các cổ phiếu trước đó đã khuyến nghị cho anh chị mình từ những vùng giá rất là thấp rồi, thì khi mà cổ phiếu chạm đỉnh thì mình có cho chốt khoảng 30-50%, thì cái phần còn lại dạng này thì vẫn đang cho cái mức lợi nhuận khá là tốt.
Thứ hai là cổ phiếu CTS là cũng là một trong các cổ phiếu đang có cái mức tăng khá là tốt trong giai đoạn này. Thì đối với cổ phiếu CTS, cái danh mục tự doanh của công ty này nó có tỷ trọng lớn hai cổ phiếu là HNG và HAG. Thì hai cổ phiếu này trong giai đoạn này đang tăng rất là tốt, thì nó đang biểu thị điều gì? Nó sẽ ủng hộ cho cái kết quả kinh doanh quý 4 tốt của doanh nghiệp CTS. Khi mà danh mục tự doanh của nó, hai cái cổ phiếu này chiếm cái tỷ trọng tương đối lớn, thì nhịp này giá đang bắt đầu phản ánh cái nhịp tăng này. Thì đối với những anh chị em nào đã mua theo khuyến nghị từ trước đối với cổ phiếu CTS ở vùng giá quanh 28/29 ở các video trước đó, thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ và dời chặn lại về vùng đỉnh cũ nha. Mình sẽ dời chặn lại về quanh 32/32.5 đối với cổ phiếu CTS và nắm giữ tiếp. Thì dạng này khi mà cổ phiếu tăng tốt như thế này nhưng mà vẫn có cái sự ủng hộ của dòng tiền thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn giai đoạn này về điểm mua mới thì tạm thời chưa có điểm mua mới đối với cổ phiếu CTS nha. Một cổ phiếu khác là HCM trước đó cũng có khuyến nghị cho anh chị em mình ở vùng giá quanh 39/40. Thì nhịp này khi mà cổ phiếu chạm về vùng đỉnh cũ quanh vùng giá 44-45, thì nếu như anh chị em nào mà muốn nắm dài thì chúng ta vẫn nắm tiếp được nha. Và mình sẽ dời chặn lại về quanh 42.5 để theo dõi. Còn an toàn nếu như anh chị em nào sợ rủi ro và mình cũng đang đạt được một cái mức lợi nhuận tương đối tốt đối với cổ phiếu HCM, từ vùng giá mua đến giờ là khoảng 10% đó anh chị. Thì nếu như an toàn á thì mình có thể chốt khoảng 30% cái lượng hàng mình đang nắm giữ để bỏ túi. Nếu như cổ phiếu tiếp tục vượt đỉnh hoặc có những nhịp test lại hỗ trợ thì mình có thể cover lại hàng đối với cổ phiếu HCM nhịp này. Thì anh chị nào đang có hàng thì mình có thể tung theo chiến lược đó nha. Còn về điểm mua mới thời điểm hiện tại thì tạm thời chưa có điểm mua mới đối với cổ phiếu HCM nha. VND cũng là một trong các cổ phiếu có danh mục tự doanh khá là tốt, cũng như là đang bắt đầu có cái kế hoạch rục rịch tăng vốn trong thời gian sắp tới để mở rộng cho vay margin. Thì những yếu tố này đều là những yếu tố tác động tích cực đến doanh nghiệp trong giai đoạn này. Thì nếu như doanh nghiệp nào giai đoạn này có thể mở rộng cho vay margin này, có thể đẩy mạnh cái thị phần môi giới thì nó sẽ là có chiếm ưu thế trên thị trường. Thì đối với VND nhịp này thì tạm thời anh chị nói về điểm mua mới thì nó sẽ tương đối khó, bởi vì trước đó cổ phiếu cũng tăng khá là nóng rồi. Thì nhịp này chủ yếu anh chị em mình nắm hàng và dời chặn lại về 64 để theo dõi tiếp thôi. Còn thời điểm hiện tại thì mua mới nó tương đối khó nha, mình sẽ chờ nhịp đi ngang hoặc điều chỉnh thôi, tại vì mình mua mới nhịp này nó khá là muộn rồi. MBS cũng là một trong các cổ phiếu trước đó có khuyến nghị cho anh chị em mình. Thì MBS nhịp này đang bắt đầu vượt đỉnh rồi. Thì nếu như anh chị em nào muốn mua mới thì mình chờ. Nếu như vài phiên nữa cổ phiếu đi ngang mà vốn cạn dần thì mình mua, hoặc mình sẽ chờ nhịp cổ phiếu test lại quanh vùng giá 38-39 thì mình có thể mua mới. Còn giá này thì chủ yếu theo dõi nha chị. Bổ sung thêm một cổ phiếu chứng khoán là SSI cũng là một trong các công ty chứng khoán khả năng sắp tới sẽ tăng vốn đó chị, cũng như là nó là một trong các doanh nghiệp mà có đứng trong top có thị phần môi giới cao. Thì đối với cổ phiếu SSI nhịp này thì mình chờ nha. Nếu như cổ phiếu cho nhịp test trở lại thì anh chị em để ý một điều là cổ phiếu SSI thì trong cái nhịp tăng trước đó nó không hề tăng nóng mà nó tăng khá là chậm, bởi vì đây cũng là một cổ phiếu vốn hóa tương đối lớn. Thì nhịp này khi mà cổ phiếu chạm về vùng đỉnh cũ quanh 45 thì khả năng nó sẽ có những nhịp test lại vùng hỗ trợ quanh 43.x nè. Nếu như cổ phiếu có nhịp test về đây thì đó sẽ là cái cơ hội cho anh chị nào chưa có hàng đối với cổ phiếu SSI nha. Nếu như cổ phiếu test về quanh 43.5 thì mình có thể mở trước 30% vị thế và chờ điểm gia tăng khi mà cổ phiếu test. Nếu như trường hợp 6 thì cổ phiếu trong những nhịp rung lắc nó có thể test về quanh 42, hoặc là tích cực hơn thì cổ phiếu vượt đỉnh thì khi đó mình gia tăng. Thì ở vùng giá hiện tại này mình có thể theo dõi cho những nhịp chỉnh dưới 44 thì mình có thể mở 30% vị thế. Còn những anh chị nào đang có hàng sẵn rồi thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ được nha. Thì đó là về dòng chứng khoán, một cái dòng giai đoạn này nhà đầu tư rất là quan tâm về điểm mua mới nè, cũng như là cái câu chuyện đầu tư của doanh nghiệp này. Bổ sung thêm một cổ phiếu anh chị mình giai đoạn này có thể chú ý để mua lướt nha, đó chính là cổ phiếu ORS. Thì giai đoạn này nếu như anh chị nào muốn mua lướt dòng chứng khoán thì mình có thể chú ý ORS ở quanh vùng giá dưới 31 thì mình có thể giải ngân 30% được nha. Thì cổ phiếu đang vượt đỉnh và đang xây nền trở lại thì mình có thể cân nhắc được. Tiếp theo sẽ là đến nhóm cổ phiếu bất động sản, cũng là một cái nhóm nhà đầu tư rất là quan tâm ở thời điểm hiện tại. Thì đối với nhóm cổ phiếu bất động sản nha, nhóm cổ phiếu bất động sản thì những cái vị thế ngắn hạn nó sẽ không được ưu tiên lắm. Tại vì sao? Thì những cái vị thế ngắn hạn chị em để là trước đó cổ phiếu đã tăng khá là mạnh rồi, thì đa phần các doanh nghiệp bất động sản trước đó đã có một cái sóng tăng rất là mạnh và nhiều nhà đầu tư đều đang có lãi, cho nên áp lực cung hiện tại trên thị trường, cái áp lực cung sẵn có khá là lớn. Và với các vị thế có sẵn thì chúng ta nên lưu ý trong những cái phiên phục hồi nè, thì sau cái nhịp chỉnh mạnh vào ngày 3 tháng 11 thì hiện tại đa phần
phần các doanh nghiệp bất động sản đang có dấu hiệu là phục hồi trở lại. Nhưng mà mình cần đánh giá cái nhịp phục hồi này qua cái khối lượng, thì theo nếu như cái khối lượng tốt, cái khối lượng cao thì nó mới ủng hộ cho cái nhịp phục hồi. Còn nếu như cái khối lượng chỉ duy trì ở mức thấp dưới trung bình 20 ngày thì nó chủ yếu đến từ cái lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư. Cho nên mình nên cẩn trọng đối với các cái doanh nghiệp bất động sản có trong danh mục. Thì nếu như cái khối lượng hiện tại khá là tốt thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ được. Nhưng mà khối lượng yếu thì mình có thể cân nhắc là chia ra chốt để thực hiện hóa lợi nhuận. Và sau cái nhịp chỉnh vừa rồi thì nhóm này sẽ phân hóa cho các cổ phiếu có chất lượng kết quả kinh doanh tốt hơn thay vì lan tỏa hầu hết các nhóm ngành trước đó. Thì nếu như trước đó hầu hết các cổ phiếu bất động sản đều chạy theo sóng, đều có cái nhịp tăng rất là tốt, thì những cái nhịp chỉnh như thế này nó sẽ phân hóa được doanh nghiệp nào thực sự tốt, doanh nghiệp nào chỉ chạy theo sóng. Thì dạng này mình sẽ canh chuối lại trong những nhịp điều chỉnh này để lựa chọn ra các cổ phiếu còn điểm mua. Thì các cổ phiếu này sẽ được em đề cập tiếp theo. Cái nhóm bất động sản nó sẽ tiếp tục là cái nhóm hưởng lợi chính khi mà lạm phát có thể tăng nhanh và các chính sách hỗ trợ của chính phủ giai đoạn tới. Thì giai đoạn này chính phủ cũng liên tục đưa ra những cái chính sách mới để hỗ trợ nền kinh tế này, những cái gói kích thích kinh tế cũng như là cái việc lạm phát có thể xảy ra trong giai đoạn sắp tới, thì nhóm bất động sản vẫn là một trong những cái nhóm mà coi như là những cái nhóm đầu tư tốt. Thì giai đoạn này về nhóm bất động sản mình sẽ chú ý lại đối với một số cổ phiếu này. Trong video cuối tuần thì có chia sẻ cho anh chị mình ba cơ hội đầu tư rồi. Thứ nhất là GVR hiện tại vẫn đang trong vùng mua dưới 41 nha. Thì anh chị nào chưa mua thì có thể giãn ngân 30% vị thế. Còn nếu như những anh chị nào mua rồi thì mình có thể canh những nhịp chỉnh mà mua thêm 20% vị thế, thì tỷ trọng ở 50% là được nha anh chị. Thì giai đoạn này cổ phiếu GVR vẫn trong vùng mua. Thứ hai là cổ phiếu KBC. KBC dạng này vẫn có thể chú ý trở lại ở vùng giá quanh 48-49 nha. Quanh EMA 10 thì hiện tại vẫn đang quanh vùng mua. Thì anh chị nào muốn chú ý đối với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì bên cạnh GVR thì KBC vẫn là một cái doanh nghiệp tốt. Thì về kết quả kinh doanh quý 3 của KBC, mặc dù là báo lỗ nhưng mà em cũng đã phân tích trong video trước đó rồi. Thì về cái nghiệp vụ bút toán của các doanh nghiệp bất động sản này, cái việc mà che giấu lợi nhuận này, cũng như là cái việc mà trong ngắn hạn thì những trong dài hạn thì những cái dự án của doanh nghiệp vẫn đang rất là tốt. Thì những cái doanh nghiệp bất động sản thì mình khi mà mình đọc báo cáo tài chính thì mình vẫn nên quan tâm nhất là về việc cái dự án nó có dự án gối đầu hay không, cũng như là cái triển vọng về ngành thì nó có hay không. Thì dạng này những cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn nó không làm ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này, cũng như là cái triển vọng đối với ngành thì mình sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ được. Đối với những anh chị nào đang có sẵn vị thế và chưa chốt được ở mức giá tốt thì mình không có phải bán ở giá thấp, cũng như là những anh chị nào giai đoạn này mà muốn mua mới thì mình có thể chú ý trở lại ở vùng giá 48-49 ở vị thế là 30%. Thứ ba là cổ phiếu SJC, cũng có đề cập trong video cuối tuần cho anh chị mình, ở vùng giá quanh 57-58 thì đây cũng là một cái cổ phiếu mà có cái kết quả kinh doanh quý 3 khá là tốt nè, cũng như là một trong các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp ở phía Nam. Thì nhịp này nếu như mà nói về phục hồi bất động sản khu công nghiệp thì SJC cũng là một doanh nghiệp được đánh giá khá là cao, thì mình có thể chú ý ở vùng giá 57-58 như khuyến nghị trong video cuối tuần nha. Mình có thể mở trước 30% vị thế và chờ điểm gia tăng. Hôm nay sẽ bổ sung thêm hai cổ phiếu, thứ nhất là Nam Long. Nam Long anh chị mình giai đoạn này có thể chú ý trở lại nha. Thì sau cái nhịp tăng nóng trước đó thì cổ phiếu đã có những nhịp chỉnh để hạ nhiệt, và đây vẫn đánh giá là một trong các doanh nghiệp bất động sản có cái lượng dự án rất là lớn, thậm chí là có thể nói là trong giai đoạn sắp tới nó không bị mang tính chu kỳ luôn, bởi vì cái lượng dự án của nó rất là lớn, sẽ liên tục được hạch toán vào doanh thu cũng như là được mở bán. Thì đối với Nam Long, đối với những anh chị nào đang có hàng sẵn rồi thì mình sẽ canh những cái nhịp cổ phiếu test về quanh EMA 10 này, quanh 57-58 thì mình có thể gia tăng. Nếu như trước đó lại chốt lại trên 60 á, thì mình trên 65 á, thì mình sẽ gia tăng trở lại, cover hàng trở lại quanh mức giá là 57-58. Còn đối với những anh chị nào mua mới thì mình sẽ giải ngân ở vị thế tham gia thôi, là khoảng 20-30% vị thế quanh mức giá 57-58 trong những nhịp điều chỉnh nha. Trong những nhịp test thì mình có thể chú ý trở lại đối với cổ phiếu Nam Long ở vùng giá dưới 60 thì mình sẽ mua test 20-30% vị thế được đối với Nam Long. KDH dòng bất động sản dạng này cũng có thể chú ý trở lại nha. KDH thì trước đó không có tăng quá nóng này, cổ phiếu tăng thì tạo nền mỗi nhịp tăng khá là ổn. Thì với nhịp này anh chị nào muốn mua mới KDH thì có thể chú ý trở lại ở vùng giá quanh 47-48 nè. Vùng giá quanh 47-48 thì mình có thể mở 30% vị thế được đối với KDH nhịp này cho dòng bất động sản nha. Thì đó là một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng như là bất động sản dạng này em đánh giá về phân tích kỹ thuật cũng như là nội tại doanh nghiệp khá là tốt, để anh chị nào mà trước đó lỡ sóng thì dạng này có thể chú ý trở lại để mua.
Tiếp theo là sẽ đến nhóm ngành ngân hàng, một nhóm ngành trong trong cái phiên hôm nay cũng khá là sôi động. Thì đối với nhóm ngành ngân hàng, phiên hôm nay cũng là một cái phiên khá quan trọng khi mà là cái phiên hàng về, khi mà là cái phiên hàng về của cái phiên dòng tiền lớn nè, cái phiên ngày 3 tháng 11 thì hôm nay là hàng tiền về. Thì đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trước đó thì em cũng có khuyến nghị tập trung vào các cổ phiếu thôi, tập trung vào năm cổ phiếu là HD Bank, ACB, Techcombank, MSV và OCB. Thứ nhất về HD Bank thì trước đó đã cho khuyến nghị cho em mình nếu như cổ phiếu có những nhịp test về 126.x này thì có thể mở 30% vị thế. Đối với những anh chị nào muốn mua thì đa phần giai đoạn này khi mà mình mua cổ phiếu ngân hàng thì ưu tiên cho mua nắm giữ hơn là mua lướt sóng nha anh chị. Thì các cổ phiếu này đang có tín hiệu là vượt cái trend giảm và sau cái nhịp bật tăng ngày 3 tháng 11 thì phiên hôm nay một điểm tích cực là cổ phiếu không bị bán tháo. Mặc dù là cái phiên ngày 3 tháng 11 thì có tín hiệu là chốt lãi từ nhóm bất động sản chuyển sang nhóm ngân hàng, nhưng mà phiên hôm nay tiền về thì không có dấu hiệu bán mạnh, thì khả năng trong giai đoạn sắp tới thì nhóm này sẽ tiếp tục có thể duy trì cái đà tăng. Thì đối với nhóm ngân hàng cổ phiếu HD Bank thì vùng mua vẫn là quanh 26, quanh dưới 27 đó, thì mình mua trước 30% vị thế. Ưu tiên thì anh chị nào nắm giữ dài nha. Còn nếu như muốn lướt sóng thì dạng này em không có khuyến nghị đối với cổ phiếu ngân hàng đâu. ACB cũng vậy, ACB thì trước đó đã khuyến nghị quanh 33-33.5. Thì hôm nay tín hiệu tốt là cổ phiếu không bị bán tháo nè. Và những cái phiên ngày 29 tháng 10 này, những cái phiên ngày 3 tháng 11 là dòng tiền lớn hiện tại vẫn còn trong cổ phiếu, thì mình sẽ chờ cổ phiếu vượt 34.5 để tiếp tục gia tăng. Và kỳ vọng cổ phiếu có thể tiến về vùng đỉnh cũ trước đó là quanh 37-38 nha. Techcombank thì cũng là một trong các cổ phiếu ngân hàng nói rất là nhiều với anh chị em mình rồi. Thì nhịp này nếu như khi mà cổ phiếu test về 152.x thì anh chị em mình đang có hàng sẵn thì mình có thể gia tăng thêm 20% vị thế. Và vị thế thì chủ yếu vẫn nắm giữ thôi, vẫn nắm giữ đối với Techcombank nếu như những anh chị em nào trước đó đã mua quanh 50-51. Thì nhịp này khi mà test về 152 thì có thể mua thêm một phần. Thì volume bán hôm nay của cổ phiếu Techcombank cũng khá là lớn, nhưng mà cổ phiếu vẫn giữ giá được thì là cũng là một tín hiệu khá là tốt. Thì nhịp này anh chị nào mà muốn nắm giữ dài cho cái vị thế an toàn á, thì mình có thể chú ý cổ phiếu vốn hóa lớn là Techcombank nha. Còn hai cổ phiếu vốn hóa nhỏ, xin lỗi là vốn hóa vừa là có MSB và OCB. Thì MSB trong phiên hôm nay diễn biến khá là giống với cái phân tích trong video cuối tuần của em, khi mà em báo cho em mình là nếu như cổ phiếu trong phiên ngày thứ hai với cái áp lực rung lắc từ cái phiên tiền lớn về thì khả năng nó sẽ có những nhịp test về 124-24.5. Thì anh chị nào muốn mua mới hoặc là cover hàng thì mình có thể canh nhịp này. Thì hôm nay cổ phiếu đã có nhịp nhúng, thì nếu như những anh chị nào đã theo khuyến nghị trong video cuối tuần thì hôm nay đã mua trở lại 124-24.5 thì chúng ta sẽ tự tin nắm giữ tiếp được đối với cổ phiếu MSB nha. Còn ở giá hiện tại thì không còn giá mua mới, thì mua mới hiện tại nó hơi rủi ro. OCB cũng vậy, OCB phiên hôm nay cũng có những nhịp test về quanh MA 10 là quanh 127.8 nè. Thì trong video cuối tuần cũng có đề cập anh chị em mình nếu như cổ phiếu test về 128 thì mình có thể canh cover hàng. Thì phiên hôm nay cổ phiếu đang diễn biến khá là tốt. Thì đây, đó là năm cổ phiếu ngân hàng trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình rồi. Thì nhóm ngân hàng hôm nay lượng hàng lớn về mà vốn giao dịch vẫn khá là thấp và không có dấu hiệu bị chốt lại, bị bán mạnh là một tín hiệu tốt. Mình sẽ kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiếp tục có những nhịp tăng trong giai đoạn sắp tới nha. Tiếp theo là một nhóm ngành quan trọng khác, đó chính là nhóm cổ phiếu cảng biển. Thì nếu như anh chị nào có theo dõi ngành cảng biển và ngành thủy sản thì nó sẽ có một cái mối quan hệ với nhau qua chỉ số BDI. Thì trong ngắn hạn vừa rồi, nhóm cổ phiếu cảng biển nó chịu áp lực bán tâm lý, nó chịu ảnh hưởng tâm lý bán khi mà chỉ số BDI nó giảm khá là mạnh. Nãy chị em để chỉ số BDI giảm khá là mạnh từ cái giá là khoảng 5.000 cho về 2.000. Thì những cái nhịp giảm này BDI thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư khi mà đầu tư về ngành cảng biển. Nhưng để đánh giá, chúng ta phải so sánh cái mức giá của BDI hiện tại so với cùng kỳ. Thì hiện tại chúng ta đang duy trì ở cái mức là quanh 2.700, còn cùng kỳ vào tháng 11 năm ngoái thì chỉ ở cái mức là 1.000 thôi. Thì nó vẫn gấp một cái tỷ lệ rất là lớn. Cho nên lợi nhuận, mặc dù là giai đoạn này thì BDI chỉnh sâu, nhưng mà lợi nhuận của các doanh nghiệp cảng biển sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở mức tốt trong quý 4. Đó là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. BDI là một cái chỉ số trong ngắn hạn nhà đầu tư hay quan tâm để FOMO theo ngành giữa nhóm xuất khẩu là có thủy sản, dệt may, gỗ v.v. và nhóm vận tải. Thì ví dụ trong giai đoạn vừa rồi khi mà BDI giảm thì họ sẽ chuyển sang chú ý nhóm xuất khẩu hơn. Nhưng nó lưu ý là nó chỉ là cái dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Còn về cái triển vọng tăng trưởng của kết quả kinh doanh quý 4 của ngành cảng biển thì vẫn đánh giá ở mức tốt nha chị. Cái nhóm vận tải sẽ tiếp tục hưởng lợi khi mà nền kinh tế phục hồi, và lợi nhuận nó sẽ tiếp tục duy trì trong mức cao khi mà những cái gói đề xuất kích thích kinh tế này, những sự phục hồi kinh tế thì nhóm này sẽ tiếp tục được hưởng lợi là cái câu chuyện hiển nhiên. Thì nhóm cảng biển dạng này mình sẽ tranh thủ những cái nhịp điều chỉnh theo tâm lý và mình có thể gom hàng được nha anh chị.
các cổ phiếu có thể chú ý trở lại. Thứ nhất là HAH nè, HAH ở vùng giá dưới 70 này thì mình có thể chú ý để mở 30% vị thế được nha. Thì dạng này kỳ vọng cảm biến HAH sau khi test thành công cái đường hỗ trợ MA50 thì nó có thể tiến đến vùng đỉnh cũ và bứt thoát vùng đỉnh cũ tiến về vùng giá 8x. Thì ở vùng giá dưới 70 thì mình có thể mua trước 30% vị thế để lấy vị thế. GMDF thì cũng là một cổ phiếu đầu ngành, thì khi em khuyến nghị đầu tư cảm biến thì em sẽ ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành hơn nha. Thì đối với GMDF thì nhịp này anh chị nào đã mua theo khuyến nghị ở vùng giá ở quanh 50-51 thì mình sẽ chờ vượt 53 để tiếp tục gia tăng, thì nhịp này sẽ kỳ vọng vượt đối với cảm biến GMDF khá là cao nha, bởi vì những nhịp rũ vừa rồi nó đã rũ một lượng lớn nhà đầu tư rồi thì nhịp này sẽ tiếp tục phục hồi thôi. SGB ở vùng giá quanh 40 nha, quanh 40 thì mình có thể mở lại 30% vị thế, cũng như là những anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình có thể tiếp tục gia tăng được. Thì nhịp này cổ phiếu SGB trong những cái nhịp giảm trước đó thì cái vol không mạnh, nó đã rũ một lượng lớn nhà đầu tư rồi, thì nhịp này khả năng cao cổ phiếu sẽ tiếp tục phục hồi. Thì đối với ngành cảng biển thì em sẽ ưu tiên mua gom nắm giữ, bởi vì trong ngắn hạn thì nó có thể chịu áp lực rung lắc từ cái tâm lý nhà đầu tư, cái tâm lý mà đầu cơ á, thì nó có thể có những nhịp rung lắc, nhưng mà em ưu tiên những nhịp rung lắc này thì để anh chị em mình có thể gom thêm hàng. DVB nhịp này cũng có thể chú ý trở lại nha. DVB nhịp này cũng có thể chú ý trở lại ở vùng giá dưới 61 thì mình có thể mở trước 30% vị thế đối với cổ phiếu cảng biển DVB này. Còn TCL thì hôm nay tăng trần rồi, thì chủ yếu anh chị nào đang có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và rời chặn lãi về đây, rời chặn lãi về 41 để theo dõi tiếp đối với cổ phiếu TCL thôi. Còn thời điểm hiện tại thì nếu như mua mới mình chờ test đỉnh hoặc là xây nền nha. Thì đó là một số cổ phiếu cảng biển cũng như là cái câu chuyện về ngành cảng biển, để anh chị em mình không có bị bi quan quá về tâm lý trước những cái nhịp bán theo tâm lý của nhà đầu tư. Thì quan điểm của em, ngành cảng biển trong quý 4 sẽ vẫn tiếp tục tốt. Còn về ngành thủy sản thì ngắn hạn đang phản với cái diễn biến thiếu thực phẩm của Trung Quốc, đồng thời là kết quả kinh doanh cũng cho thấy một số doanh nghiệp vẫn duy trì cái kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp dịch bệnh xảy ra, hoạt động sản xuất đình trệ. Thì giai đoạn vừa rồi thì ngành thủy sản khi mà thực hiện cái phương châm là ba tại chỗ thì một số doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng những doanh nghiệp đầu ngành vẫn đang hoạt động khá là tốt. Thì hiện tại như em vừa đề cập, cái giá cước vận tải BDI đã giảm mạnh so với quý 3, nó sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp thủy sản cải thiện biên lợi nhuận gộp đáng kể trong quý 4. Thì đối với nhóm này trước đó đã có nghị cho anh chị em mình cổ phiếu MC, thì nhịp này sẽ tiếp tục nắm giữ nha, rời chặn lãi về 52 và kỳ vọng target tiếp theo của cổ phiếu sẽ là quanh 59 cho đến 60. Thì anh chị em mình đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ. VHC hôm nay vượt cản 66, thì đối với những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn đối với những anh chị mình mua mới thì mình canh nha. Nếu như cổ phiếu có nhịp test về quanh 65 đến 66 thì mình có thể mở 30% vị thế được đối với VHC. VHC và SMC là một trong hai cổ phiếu ngành thủy sản em đánh giá là có cái mức DE tương đối thấp, thì dạng này vẫn còn ở cái mức giá có thể mua được. Thì anh chị nào đang nắm hai cổ phiếu này thì có thể tự tin nắm giữ cũng như là canh giá để gia tăng. Một nhóm khác cần chú ý đó chính là nhóm ngành nhựa. Thì sau khi nới lỏng giãn cách xã hội vào đầu tháng 10, đặc biệt là cho phép các hoạt động xây dựng trở lại, thì nhu cầu về nhựa đã phục hồi mạnh mẽ so với quý 3 năm 2021. Giá hạt nhựa PVC đã giảm mạnh từ vùng đỉnh, giúp cho giảm áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất ở Việt Nam. Thì nhóm ngành này em chú ý cổ phiếu AAA nha anh chị. AAA nhịp này ở vùng giá quanh 17 này. Quanh 17 cho đến 17.3, thì ở vùng giá này mình có thể mở trước 30% vị thế được và kỳ vọng cổ phiếu có thể vượt được vùng đỉnh 18 để tiến về vùng giá 2x. Thì AA nó vận động khá là giống chạc của cổ phiếu EJC này. EJC nó vận động khá là giống khi mà cổ phiếu nó là một cái nền khá là dài, nhưng mà sau khi bứt phá được nền thì nó sẽ có những nhịp tăng rất là tốt. Thì AA nhịp này anh chị nào muốn đón đầu vị thế thì có thể canh chú ý ở vùng giá dưới 17.3 đối với cổ phiếu này. Thì đó là về dòng nhựa. Còn dòng đầu tư công cũng là một cái dòng mà chắc chắn sẽ hưởng lợi trong quý 4. Thì nhịp này đầu tư công có thể chú ý trở lại đối với nhóm nào. Thứ nhất là nhóm xi măng. Xi măng là cổ phiếu BCC này. BCC ở vùng giá quanh 25 này. Thì vùng giá này mình có thể mở trước 30% vị thế. Thì đối với xi măng nhịp này thì em sẽ ưu tiên cho mục tiêu lướt hơn nha. Mình sẽ đầu tư ngắn hạn hơn là đầu tư dài hạn. Bởi vì giá nó cũng tăng tương đối mạnh trước đó rồi. Thì trong ngắn hạn nó có thể theo sóng đầu tư công. Thì anh chị nào muốn mua lướt thì có thể chú ý hai cổ phiếu là BCC. BCC là quanh 25, còn HT1 thì sẽ chú ý ở vùng giá dưới 25 nè, quanh 24.5. Ở vùng này thì cổ phiếu đang có những cái nhịp phục hồi rất là tốt. Từ sau có nhịp điều chỉnh thì ở vùng giá quanh 24.5 thì mình có thể mở 30% vị thế được. Thì đó là hai cổ phiếu xi măng cần chú ý. Dòng đá thì chú ý KSB nha anh chị. Đá thì giai đoạn này chú ý trở lại KSB.
Like SP quanh vùng giá 40 thì mình có thể mở 30% vị thế được. Thì đối với giai đoạn này, đầu tư công thì đá và xi măng là hai cái dòng mình quan tâm, thì có KSP, BCC và HT1. Còn về dòng thép thì hiện tại nó chưa có biến động gì nhiều, cho nên khuyến nghị vẫn như cũ là nắm giữ nha, và canh những nhịp điều chỉnh để gom thêm hàng thôi. Thì dòng thép trong tuần trước em có nói rất là nhiều rồi, thì hôm nay sẽ không nhắc lại thêm. Thì chiến lược vẫn như cũ thôi, nắm giữ và canh những nhịp rung đất để gia tăng hàng. Hai cổ phiếu điện trong video cuối tuần có khuyến nghị cho anh chị em mình là TV2. TV2 thì phiên hôm nay tăng rất là tốt. Thì anh chị nào đã mua theo khuyến nghị ở vùng giá quanh 62 cho đến 63 thì chúng ta tự tin nắm giữ chờ cổ phiếu vượt 65 để tiến về 68 cho đến 70 nha. TV2. Thứ hai là NT2. NT2 cũng có nhịp tăng khá là tốt nè. Thì hiện tại nếu như anh chị nào chưa mua kịp thì canh những nhịp cổ phiếu hạ nhiệt về quanh 23 để mua nha. Còn những anh chị nào mua rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, kỳ vọng cổ phiếu có thể vượt cái đỉnh 24. Bổ sung thêm một cổ phiếu là RE, cơ điện lạnh. RE thì nhịp này ở vùng giá quanh 70 trên 72 này, ở vùng giá 70 trên 72 có thể gom trước 30% vị thế nha. Thì giai đoạn vừa rồi cổ phiếu đã rũ tương đối nhiều rồi, và cái luận điểm đầu tư cũng có phân tích trong video cuối tuần đối với cổ phiếu RE rồi. Thì anh chị nào chưa mua thì vẫn có thể theo khuyến nghị trong vùng giá 70 trên 72 nha. Thì đó là tất cả các cổ phiếu trong video ngày hôm nay muốn chia sẻ với anh chị mình. Thì hôm nay cũng là một cái phiên giao dịch đầu tuần, thì em mong qua những chiến lược đầu tư của em, những cái mã cổ phiếu em chia sẻ, thì trong tuần này anh chị mình sẽ có được một cái mức lợi nhuận khá là tốt, như những cái cổ phiếu trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình nè, có LSS nè, hoặc là DRC thì trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình ở những vùng giá tốt. Thì mong những cái cổ phiếu trong video ngày hôm nay sẽ tiếp tục giúp cho anh chị em mình kiếm được cái mức lợi nhuận tốt. Thì em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. Chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thành công và thắng lợi.